con, lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt móc của Sơn Sàm đây. Ô la la. Rồi, quay trở lại câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Con nha quý vị. Đó, ngày mai là nóng nha. Ngày mai là chị Hằng là xuống tận nơi đó quý vị. Đó, và hiện tại thì bên ông Lê Tùng Vân vẫn chưa lên tiếng, chưa lên tiếng. Nó không hé răng luôn. Hôm trước thì cứ nặng nặng đòi chị Hằng chứng minh giùm tôi đi. Đó, chứng minh nó là con tôi, giùm tôi một cái. À, xong chị Hằng lên tiếng thì bây giờ im re rồi, im re bà re rồi. Sao ông lại im re khi mà công chúng đều chờ? Sao ông lại im re khi mà công chúng cần ông? Sao ông lại im re để ai ai cũng chờ trong mối mòn? Chờ ông nói một lời ông biết không hả ông Lê Tùng Vân? Ông Lê Tùng Vân ông có biết không? Tại sao ông không chịu livestream chia sẻ với mọi người? Ông vẫn còn im ru, cô Hằng bức xúc mà thôi. Bao nhiêu việc gây ra, cần ông nói một lời cho rõ ràng. Nào ai biết được lòng người thương đổi thay. Trong livestream nè, chứng cứ rõ ràng. Ông phải biết rằng đời ông là kết thúc từ đây. Mà ngỡ đâu vướng vào nhiều người, nên Nguyễn Phương Hằng đang nhức đầu nhiều ngày qua. Trong khi chuyện thuyền ám chưa làm sáng tỏ được gì, trong khi cái chuyện thuyền ám rất cần tiếng nói người dân. Cho nên mọi người ơi, hai chúng tay hết lòng vì cộng đồng, vì chân lý công bằng của người dân, đúng không anh em? Nó không thể nào để một cái chuyện mà nó gọi là nó tè le me gì mà nó tồn tại trong một cái xã hội như thế này, ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo, ảnh hưởng đến rất nhiều, và đặc biệt là lợi dụng lòng tốt của rất là nhiều mạnh thường quân, đúng không? Đến lúc này thì ông Lê Tùng Vân vẫn chưa lên tiếng nha. Rồi không biết ngày mai cô Hằng xuống tới nơi thì có mở cửa đón tiếp hay không, hay là dắt lên núi chạy trốn như những video clip lần trước. Trong livestream chứng cứ rõ ràng, ông phải biết rằng đời ông là kết thúc từ đây. Mà ngỡ đâu vướng vào nhiều người, nên Nguyễn Phương Hằng đang nhức đầu nhiều ngày qua. Trong khi cái chuyện thiền am chưa làm sáng tỏ được gì, trong khi chuyện thiền am nè rất cần tiếng nói người dân. Cho nên mọi người ơi, hãy chung tay hết lòng vì cộng đồng, vì chân lý công bằng của người dân. Công bằng của người dân. Đó, nói chung cái chuyện này nó lùm xùm lắm bà con ơi. Đó, nó không phải là cái chuyện mà gọi là loạn luân rồi quan hệ thì quyết thống cha con rồi này nọ, nhưng mà nó còn rất là nhiều cái vấn đề nhức nhối của xã hội nữa quý vị. Đó là gì? Kêu gọi từ thiện. Đó, kêu gọi từ thiện nè là bắt đầu là mang cái yếu tố lừa đảo, đúng không? Rồi bắt đầu là những cái câu chuyện xung quanh là dụ dỗ con người ta, ví dụ như là Diễm My, rồi những cái cô gái khác như Diễm My, rồi rất nhiều câu chuyện là giả tu giả sư giả này giả nọ, lại ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo, uy tín của giáo hội Phật giáo, đúng không quý vị? Đó, cho nên thì cái câu chuyện này nó cần phải được làm sáng tỏ, cần phải được làm sáng tỏ nha quý vị. Đó, không thể nào mà cứ để âm ỉ ở trong lòng công chúng như thế được. Tại vì câu chuyện này nó đã xảy ra là 2-3 năm nay, nó đã đưa lên mạng là 2-3 năm nay trước rồi, nhưng mà nó tồn tại là mấy chục năm nay rồi, bà con hiểu không? Đó, có nghĩa là nó tồn tại mấy chục năm đây rồi, và dân chúng, những người mà ở xung quanh cái tỉnh thất này nè, đó, họ là những người biết rõ nhất.
họ biết rõ nhất là những cái khu này nó có là có tu thiệt hay không đó. Bây giờ đi phỏng vấn hết tất cả những người mà xung quanh cái thiền am đó, họ trả lời rằng ở đây không có tu hành gì cả, tất cả những cái nhân chứng xung quanh họ đều nói như thế đó. Và cái câu chuyện này nó đã được khơi dậy 2 năm trước, rất là nhiều người đã lên tiếng là phản bác cái vấn đề này đó. Nhưng mà bây giờ thì nó lại cũng mập mờ, nó lại không rốt ráo và lại tiếp tục hoạt động, tiếp tục kêu gọi từ thiện các kiểu đó. Sư thầy mà suốt ngày cứ đàn hát rồi diễn kịch này nọ các kiểu tùm lum tà la hết đó, không thấy chuyên tu gì cả, rồi kêu gọi từ thiện các kiểu. Nếu mà sự thật như những lời mà anh Lê Thanh Minh Tùng mình nói đó, thì cần phải dẹp bỏ liền, đúng không? Nhưng mà trước hết là phải có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng đó, cơ quan chức năng vào cuộc. Thì đây cũng là một cái sứ mệnh mà chị Nguyễn Phương Hằng đó, chị Nguyễn Phương Hằng phải nhúng tay vào. Thì như chúng ta đã biết thì chị Nguyễn Phương Hằng á, chị cũng đã từng nói rằng là hình như là tôi được cái ơn trên hay gì đó, người ta giao cho tôi cái sứ mạng này rồi, người ta tự động rồi ơn trên giao cho tôi cái sứ mạng. Như chúng ta đã biết thì đầu tiên thì tố cáo ông Võ Hoàng Yên đó, thì sau đó lâm sâm vô tình thì lại khui ra là cái chuyện từ thiện này nọ, và bây giờ khui ra luôn cái chuyện thuyền am này nè đó, thuyền am bên bờ vũ trụ này tùm lum tà la đấy đó. Những câu chuyện nó kéo đến, nhưng mà nó kéo đến một cách gọi là bất ngờ nhưng mà lại logic đó, cho nên nó đều là đổ lên vai của chị Nguyễn Phương Hằng, và như bà cảm thấy rằng đây là cái duyên và cũng là cái định mệnh rồi thôi, cho nên làm một lần luôn, đúng không? Đó, thì ngay từ khi mà bà Nguyễn Phương Hằng vào cuộc thì vấn đề nó nóng hơn bao giờ hết đó. Thì lúc trước rất là nhiều nhân vật, ví dụ như là Nguyễn Xin hay là những cái YouTuber khác cũng đã làm về vấn đề thiền am này rồi đó, làm 2-3 năm, nhưng mà không có, nó không bằng chị Nguyễn Phương Hằng livestream 2-3 cái livestream thôi là đã nóng như lửa đốt, và những cái vị cán bộ cấp cao cũng đã vào cuộc đó để mà xử lý rốt ráo cái vấn đề này. Nó liên quan đến cả tín ngưỡng tôn giáo nữa, và đặc biệt là cái vấn đề từ thiện kêu gọi quyên góp nó đang rất là nóng ở trong cái thời điểm này đó. Thì hiện tại thì bên đại diện phát ngôn của thiền am thì bắt đầu là xóa hết tất cả những video clip kêu gọi từ thiện đó, xóa hết nha quý vị, và bắt đầu là hôm qua bây giờ là không có thấy đăng đàn, không có thấy gọi là phản hồi gì bà Nguyễn Phương Hằng. Thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã nói rồi, bà tăng cái số tiền từ 1 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, 300 tỷ, thậm chí ngày hôm qua bà nói là bà sẽ cho tất cả 41% cổ phần của Đại Nam đó cho ông Lê Tùng Vân đó, nếu như ông Lê Tùng Vân trong sạch đó, và bây giờ hãy để cơ quan chức năng chứng minh đó. Thì đã im re mấy ngày hôm nay, im re bà rè, không thấy lên tiếng gì cả quý vị. Thì như cái video ở clip trước tôi cũng đã phân tích rằng chị Nguyễn Phương Hằng đó làm cái gì đó, làm cái gì là đều có một cái đội ngũ ekip và có một cái sự tính toán, chứ không có phải là làm kiểu bốc đồng, làm kiểu mà gọi là thích đâu làm đó. Như chúng ta đã biết bây giờ Sơn Sàm sẽ phân tích cái vấn đề mà gọi là sự cao tay của chị Nguyễn Phương Hằng trong vấn đề là xuống thiền am đó. Ngày mai thứ năm là chị sẽ xuống tận thiền am luôn đó, nhưng mà chị biết trước rằng nếu như bây giờ xuống sẽ có rất là nhiều cái vấn đề hệ lụy xảy ra, ví dụ như là người ta nói là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, rồi bắt đầu là quấy rối, là mất an ninh trật tự, đúng không? Đó, thì đây thì cô Hằng đã tính kế rồi đó. Cô sẽ không bao giờ vướng vào cái ồn ào gây rối trật tự, bởi vì sao đó, cái tỉnh thất bồng con này vẫn đang kêu gọi từ thiện đó, vì là nuôi trẻ mồ côi đó. Cách đây ít bữa thì cô Hằng đã cho con trai của mình gửi một số ít tiền cho họ, và giờ cô đã trở thành mạnh thường quân đó, có nghĩa là đã trở thành mạnh thường quân thì có thể là đi tới thăm những này những kia, hoặc là một cái nơi tu, nếu thật sự đây là một cái nơi chùa tu thì khách thập phương hoặc là khách giảng lai hoặc mạnh thường quân đều có quyền viếng thăm đó, cũng như là người ta vào người ta cúng bái đồ các kiểu đều phải vào hết, chứ không có cái lý do gì mà đóng cửa không tiếp khách, đúng không? Đó, ví dụ như là mạnh thường quân thì họ đến, họ với tư cách là mạnh thường quân là sau khi gửi tiền là họ đến họ thăm điều kiện sống của các bé như thế nào, sau khi họ đã góp tiền họ phải có quyền chứ, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là cô cũng đã thông báo cho công an cũng như là cơ quan chính quyền tỉnh Long An, và được trả lời là chị cứ đến thăm đó, những người này đã trả lời rồi đó. Thậm chí chị Hằng nói là nếu cần thì chị có thể có một công văn hoặc một cái văn bản gì đó, chị đến đây để thăm thôi, để thăm trẻ mồ côi mà, trên cái tinh thần như thế thì vô tư, không có ảnh hưởng gì cả. Thì
cô cũng đã nói trước rồi đó, con Nguyễn Phương Hằng cũng đã báo trước, thì bảo là đoàn xuống gồm 50 người đó. 50 người thì chắc chắn trong đó sẽ có một số vệ sĩ cũng như là bác sĩ đó. Cô đi luôn có vệ sĩ là hợp pháp, bởi vì cô phải bảo vệ bản thân cô. Cô không động vào cô thì cũng không có chuyện gì cả, chỉ là bảo vệ cho cô thôi, chứ cô không có ý định quấy rối ai, đúng không? Đó, bây giờ cô có quyền đem theo vệ sĩ để bảo vệ mình nè, đó, rồi một số bác sĩ, và cái này đã được thông báo cho chính quyền địa phương rồi. Đó. Thì bên cạnh đó thì chị Nguyễn Phương Hằng cũng hoan nghênh các anh chị em là YouTuber đi cùng, nhưng mà phận ai thì người nấy hoạt động. Nếu làm tình hình thêm tệ thì tự chịu trách nhiệm, đừng có vấy nước bẩn cho cô, có nghe, đừng có đổ oan. Cái này ai mà muốn đi theo thì hoan nghênh, nhưng mà ai làm rối loạn, ai làm cái gì là tự chịu trách nhiệm, chứ cô Hằng không liên quan đó. Cô chỉ đi thăm cái nơi cô gọi là muốn đến cái nơi đó để coi tình hình của những cái chú tiểu đồ này nọ đó, thì đó cũng là một cái chiêu bài gọi là xử lý tình huống của cô Nguyễn Phương Hằng, đúng không? Xử lý tình huống. Và không biết rằng ngày mai thì bên cái Thiền Am cái tỉnh đất Bồng Con này có mở cửa đón tiếp chị Nguyễn Phương Hằng hay không? Cái này mới gọi là này mới gọi là mấu chốt, đúng không? Đó. Thì có những cái phát ngôn ở trên mạng xã hội á, có những cái phát ngôn nó rất là bất nhất. Đó, lúc thì nó đây không phải là chùa. Lúc thì nó đây là chùa, đây là tu. Rồi kêu gọi từ thiện á, thì nó đây là nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tùm lum tà la hết. Nhưng mà nếu như vậy á, thì phải chứng minh ha, phải chứng minh. Thì tôi nghĩ cái đợt này là nó nóng rồi, đợt này nó nóng rồi. Họ vàng thiệt thì bắt đầu không sợ lửa, vàng thiệt thì không sợ lửa. Đã đến lúc thanh lọc và đâu là vàng mà đâu là da chai phế liệu. Phải lọc ra hết quý vị, chứ không thể nào mà để nó lẫn lộn như thế được. Và tôi thấy rằng cái cơ quan công an cũng như nhà nước cũng đang ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng, cũng như là lãnh đạo các cơ quan nhà nước cũng quyết định là vào cuộc để xử lý rốt ráo cái vấn đề này, để nó không cái âm ỉ, cái nó tồn đọng cái dư luận xấu ở trong mạng xã hội, đúng không quý vị? Thì trước hết là cái vấn đề từ thiện, mình để cái vấn đề mà gọi là lạng lưng á, đó, vấn đề những cái sản phẩm lạng lưng này nọ đó, mình để qua một bên. Trước hết thì cái vấn đề từ thiện, nếu thực sự ở đây là nơi nuôi dạy trẻ mồ côi và kêu gọi đóng góp từ thiện đó, thì chúng ta phải làm cho ra lẽ, ví dụ như làm cho nó chính xác. Nếu đúng là trẻ mồ côi đó thì kêu gọi đóng góp từ thiện đó. Còn đằng này nếu như không phải là trẻ mồ côi, những đứa trẻ ở đây hoàn toàn là có cha và có mẹ mà vẫn lấy danh nghĩa là trẻ mồ côi mà kêu gọi tất cả mạnh thường quân khắp nơi đổ tiền về đó, có nghĩa là gì? Mình đang lừa đảo, đang lừa dối cái lòng tốt của mạnh thường quân, và vô tình là gì? Cướp đi đó, cướp đi cái cơ hội của những đứa trẻ mồ côi khác đó, những cái đứa trẻ mồ côi thực sự, những cái mảnh đời mà gọi là đang cần giúp đỡ thực sự ở ngoài kia đó. Bao nhiêu ngàn trẻ, bao nhiêu chục ngàn trẻ mồ côi ở trên địa bàn thành phố cũng như cả nước ta, rất là nhiều trẻ mồ côi, đúng không? Đó, bây giờ như vậy là sẽ đánh mất cơ hội của những đứa trẻ kia. Rồi cái thứ hai nữa thì đây là một cái nơi mà gọi là thờ tự, rất là nhiều tượng Phật ở đây, là xưng là gì, thầy và chú tiểu đồ các kiểu, nhưng mà lại không được Giáo hội Phật giáo nhà nước Việt Nam công nhận, cũng như là Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An là công nhận. Ở đây không ai công nhận cả đó, mà cứ lấy Phật ra mượn đạo tạo đời đó, thì vô tình sẽ ảnh hưởng đến Phật giáo, ảnh hưởng uy tín đến Giáo hội Phật giáo. Những người thầy, những người sư, những người mà đi tu chân chính vô tình sẽ bị ảnh hưởng, hình ảnh này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của Phật giáo đó. Cho nên nhà nước đang làm rốt ráo. Và chị Nguyễn Phương Hằng, tôi thấy rằng chị Nguyễn Phương Hằng cũng kịch liệt và cũng đã rất là quyết tâm ở trong cái vụ này, cho nên tôi thấy vụ này nó căng rồi, nó tiêu nhiều hơn muối rồi. Đó, rất là căng nha quý vị. Đó, hơn nữa là cái vấn đề của Diễm My đó, ba mẹ của Diễm My cũng đã đến cầu cứu chị Nguyễn Phương Hằng và mong được chị Nguyễn Phương Hằng giúp đỡ đó. Với cái tâm lý của một người mẹ, một người đã có con thì người ta rất là hiểu cái nỗi đau mà mất con đó. Cho nên chị Nguyễn Phương Hằng cũng thông cảm và chị Nguyễn Phương Hằng quyết định là làm cho ra lẽ cái vụ này, để sẽ không còn những cái bé Diễm My thứ hai, thứ ba, thứ tư đó, và những cái bé Diễm My khác nữa nó bị dụ dỗ vào con đường này và làm cho gia đình người ta phải đau khổ như vậy. Đó là rất là nhiều vấn đề và cái hệ lụy đó, cái hệ lụy nó từ cái chỗ này nó ra, nó râu ria ra nhiều lắm đó. Cho nên á, chị Nguyễn Phương Hằng cảm, tôi cảm nhận được là chị rất là quyết tâm
đó, chị rất là quyết tâm ở trong cái drama này, ở trong cái drama thiền am này đó. Và tôi nghĩ là trong cái drama thiền am này thì chị Hằng xử lý nhanh thôi đó, tại vì cái drama thiền am này thì xử lý nhanh gọn thôi đó. Mà khi cơ quan nhà nước bắt buộc vào cuộc thì chỉ cần là xét nghiệm ADN là ra hết đó, chỉ cần một xét nghiệm ADN là ra sạch sẽ, chứ nó không có phức tạp như những cái vụ khác đó. Những cái vụ khác thì phải điều tra này nọ các kiểu, nhưng mà cái vụ này thì chỉ cần xét nghiệm ADN thì nó trắng đen rõ ràng rồi nha. Đó, ngày mai sẽ rất là hot đó, sân sàm để sắp xếp thời gian, không biết có đi xuống được hay không đó, không biết là nó có bị cách ly hay là nhà nước mình có ra những cái quy định chống dịch đó, tỉnh này đi qua tỉnh kia nó có bị cách ly hay sao, hay là cần những cái giấy xét nghiệm gì hay không à, hoặc là cũng có thể là do cái chính quyền địa phương người ta sẽ quán triệt và giải tán, không có để tập trung đông quá cho nên sẽ gây khó khăn đó. Để coi tình hình nghiên cứu như thế nào, ngày mai sân sàm sẽ đi, nếu mà đi được thì quá tốt, còn mà đi không được thì sân sàm cũng sẽ cố gắng thu thập cái thông tin đó, để mà sưu tầm những video clip, những cái hình ảnh hiện trường để mà phát lại cho tất cả quý vị, để cho chúng ta biết ha. Rồi cuối chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục Vì Cuộc Sống Ấm No. Ô la 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 la. Em chỉ là một cái thằng bán hàng online bình thường thôi nha quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ sân sàm trong suốt thời gian qua. Rồi xin giới thiệu lại, trong cái Zalo này có rất nhiều sản phẩm Nhật Bản uy tín và chất lượng. Đây tất cả là hàng Nhật chất lượng Nhật nha quý vị. Đó, đây là hàng của gia đình sân sàm, chứ không có quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai cả. Đây là sản phẩm của gia đình sân sàm. Thì các anh chị có thể truy cập vào Zalo, và các anh chị nào mà ở nước ngoài thì có thể là liên hệ qua Zalo hoặc là Viber nha. Đó, sân sàm có thể gửi hàng đi nước ngoài luôn. Đó, gửi hàng quốc tế nha quý vị. Rồi thì mỗi cái livestream thì sân sàm giới thiệu lên đây một vài sản phẩm thôi. Đó, sản phẩm đầu tiên thì sân sàm xin giới thiệu tất cả quý vị cái sản phẩm sụn cá mập nè. Đây, cái sụn cá mập này là cực kỳ hiệu quả dành cho các cô chú anh chị lớn tuổi bị những bệnh xương khớp, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa, đau lưng, đó, đau những cái vùng khớp chân, khớp háng các kiểu, nói chung về xương khớp. Thì cái viên uống sụn cá mập cái này là chuyên gia và bồi bổ xương khớp, và nha, đó, nó trị được rất là nhiều cái triệu chứng đó liên quan đến vấn đề xương khớp. Thì cái này là 3.750.000 đó, một hộp này 300 viên nha, 300 viên uống được 2-3 tháng gì đó thì là 3.750.000 đó, cái viên uống sụn cá mập nha, đó, sụn cá mập 3.750.000. Rồi sản phẩm thứ hai xin gửi đến cả nhà mình, đó chính là cái Fucoidan. Cái Fucoidan phòng ngừa và điều trị ung thư nha. Đó, ung thư. Các anh chị nào mà gia đình mình có người bị ung thư, đang trong quá trình xạ trị điều trị, hoặc là đang trong quá trình hóa trị đó, thì cái Fucoidan này là được bác sĩ khuyên dùng. Nhưng Fucoidan của Nhật Bản là nó tốt nhất. Đó, nó tốt nhất và nó hiệu quả nhất. Thì cái Fucoidan là gì? Cái Fucoidan này nó giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư, và nó ngăn, nó cắt đứt cái mạch máu đó, nó cắt đứt mạch máu, nó không cho máu là chất dinh dưỡng vào nuôi cái tế bào ung thư đó, nó ngăn không cho là di căn nữa, và đặc biệt là nó tăng cái khả năng phục hồi cho cơ thể nha. Đó, uống cái này thì nó rất là đỡ luôn đó, cực kỳ hiệu quả luôn nha quý vị. Rồi cái này em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 một hộp luôn nha quý vị. Rồi sản phẩm thứ hai, sản phẩm kế tiếp xin gửi đến quý vị là cái collagen đây, cái collagen BH nè. Đó, collagen BH, cái này là sản phẩm làm đẹp dành cho các anh, các chị nam nữ BD đều dùng được hết nha. Đó, sản phẩm collagen BH. Đó, BH này là một cái thương hiệu rất nổi tiếng từ Nhật Bản rồi nha, chứ không phải là cái sản phẩm tào lao. Đó, cái này là collagen. Đó, cái màu đỏ này là dạng bột, mà cái màu trắng này là dạng viên. Đó, thì collagen là gì? Collagen là gì? Đó, khi cơ thể chúng ta càng lớn tuổi thì cái da mặt mình nó bằng cái collagen nó bị bào mòn, nó giảm sút, nó sẽ bị thiếu hụt collagen, cho nên da mặt chúng ta bị nhăn nhiều, chảy xệ, da nó rất xấu. Đó, da nó không đẹp. Thì cái loại uống là thức uống cái collagen này nó bổ sung collagen, nó làm cho da mặt mình căng lên, trắng hồng rạng rỡ, cái da mặt rất đẹp đó, nó mịn màng, càng uống càng đẹp nha. Thì cái loại dạng bột này nè, cái dạng bột thì một hộp này nó có 30 gói, ở trong này nó có 30 gói, mỗi ngày mình uống từ 1 đến 2 gói nha, mình pha với nước ấm nè, nước trái cây nè, nước chanh nè, hoặc sữa tươi mình pha mình uống được hết nha. Đó, thì một hộp này 30 gói em bán 900.000. Các anh chị nào mua một liệu trình 3 hộp á, mua một liệu trình 3 hộp thì em giảm còn 850.000 một hộp thôi ha. Đó, mua một liệu trình 3 hộp thì em giảm còn 850.000 một hộp, mà mua một hộp là em bán 900.000. Còn cái dạng viên này, cái dạng viên này thì nó có 120 viên ở trong này. Đó, một hộp này nó có 120 viên. Mình uống được 60 ngày, mỗi ngày uống 2 viên nha. Hộp này uống được 2 tháng. Thì cái này là dạng viên uống được 2 tháng là 2.150.000 nha quý vị. Rồi, sản phẩm tiếp theo đó chính là gì? Đó là cái linh chi đỏ. Đây, cái linh chi đỏ nano, linh chi đỏ. Cái này thì cực kỳ hiệu quả, và đặc biệt dành cho những người nào bị suy nhược cơ thể. Có nghĩa là
bị bệnh á, sau một trận bệnh mới dậy nè, cơ thể mình nó ốm yếu, nó gầy, nó suy nhược, hoặc là những cái cô bác anh chị nào mà trong cái mùa dịch vừa qua đó mình bị dương tính á, bị dương tính thì cơ thể nó suy nhược, thì cái sản phẩm này nó giúp lấy lại đó, nó giúp bồi bổ lại sức khỏe cho cơ thể nha. Đó, nó tăng cường sinh lý, tăng cường cơ bắp, nó tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng nè, ăn bao nhiêu nó hấp thụ bao nhiêu nè, ăn ngon ngủ sâu nè, đó nó cực kỳ hiệu quả luôn, nó bồi bổ toàn diện luôn nha. Đó, linh chi đỏ cái này là 300 viên, đó cái này em cũng bán 3,5 triệu luôn, 3,5 triệu luôn nha, 3,5 triệu. Rồi sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm trị gút. Đó, các cô chú anh chị nào bị những cái bệnh gút đó, đó hoặc là đang có nguy cơ bệnh gút thôi, đang có nguy cơ thôi là ăn nhậu rượu bia nhiều đó, thì đây cái này á, là nó giúp là cân bằng cái nồng độ uric cũng như là nó giảm những cơn đau do gút hành hạ nha. À, cái này đây cực kỳ hiệu quả nha. Các anh chị nào bị gút mà sưng mấy cái đầu ngón chân, sưng mấy cái đầu ngón tay đó, thì cái này là 120 viên, 120 viên mình uống được 40 ngày, mỗi ngày mình uống 3 viên nha. À, cái này là em bán 1,950, 1,950 một hộp nha quý vị. Rồi sản phẩm kế tiếp là em xin giới thiệu cái sản phẩm nano giải độc gan. Đó, cái này là rất hiệu quả nè. Đó, cái này các anh chị bữa giờ mua rất là nhiều luôn. Là giải độc gan là gì? Khi các anh các chị những người nào bị những cái bệnh về gan, chức năng gan nó suy giảm, gan nó không có thải độc được đó, gan nó không có thải độc tố trong người ra được đó, thì đây cái này á, nó giúp thải độc trong cơ thể chúng ta qua con đường nước tiểu, nó thanh lọc đó, nó thanh lọc và giống như là nó xúc cái gan mình á, nó làm cái gan mình sạch đi á. Đó, thì uống từ 4 đến 6 viên một ngày thì mình dậy mình đi tiểu, nước tiểu mình nó hôi lắm, nó hôi rình nè. Đó, nước tiểu mình nó vàng khè luôn, nó hôi. Dùng từ 2 đến 3 hộp này thì nước tiểu mình nó hết hôi nha quý vị, và đặc biệt cái gan mình nó sạch luôn nha. Đó, giải độc gan nano thì cái này 330 viên, 330 viên em bán 3,5 triệu luôn, 3,5 triệu nha. Rồi sản phẩm kế tiếp nữa là gì? Cái Natto Kinase, Natto Kinase 10.000 FU. Đó, cái này là một cái loại mà gọi là siêu phẩm của Nhật Bản về sức khỏe. Cái này là phòng ngừa và điều trị tai biến và đột quỵ nha, tai biến và đột quỵ. Tại sao các anh chị thấy những người già, những người lớn tuổi ở Nhật Bản người ta sống rất là thọ? Tại vì có những cái sản phẩm sức khỏe nó rất tốt, và đây là một trong những cái sản phẩm đó nha. Đó, cái Natto Kinase này nè, đó uống phòng ngừa và uống điều trị những người bị tai biến đột quỵ nha. Rồi 300 viên luôn em bán 3,850, 3,850 nha. Rồi cái sản phẩm cuối cùng thì em xin giới thiệu đó là cái xương nhện nè. Đó, chuyên về đau nhức xương khớp nè, khớp gối, khớp tay, khớp vai, lưng rồi nè, đau nhức xương khớp thì đây, Chondroitin xương nhện 270 viên, 270 viên, 2,1 triệu, 2,1 triệu nha. Rồi còn rất là nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, ví dụ như là dầu nóng xoa bóp nè, những cái chai, những cái viên uống dạ dày bao tử trào ngược đầy hơi nè, những cái miếng dán thải độc nè, đó salon bát nè, đó những cái dầu cù là nè, đó rồi những cái bộ dao làm bếp nè, đó rất là đẹp luôn, 1,050,000 một bộ 4 con nè, rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín chất lượng ở trong cái Zalo này đó. Em giới thiệu thì em giới thiệu không hết đó, em nói khô răng rồi đó, khô răng hết trơn, khô môi luôn đó, cho nên em giới thiệu một số mặt hàng lên đây cho bà con thôi ha. Đó, các anh chị nào mà có Zalo thì truy cập vào Zalo, các anh chị nào mà ở nước ngoài á, ở nước ngoài thì cứ liên hệ qua Zalo hoặc Viber nha, Viber Sơn Sàm sẽ giao hàng tất cả các nước trên thế giới nha. Rồi các cô chú anh chị nào mà ở dưới quê dùng điện thoại cùi bắp á, cục gạch đồ đó mà không biết Zalo là gì á, thì cứ điện ngay cái số này, gọi ngay cái số này là gặp Sơn Sàm, Sơn Sàm sẽ tư vấn và gói hàng cho tất cả quý vị nha. Đó, chốt đơn luôn, chỉ cần để lại số điện thoại đó và địa chỉ thôi là Sơn Sàm cho ship hàng tới nơi, nhận hàng rồi kiểm tra hàng rồi mới thanh toán cho shipper, thanh toán cho người giao hàng nha. Đó, đây là kênh YouTube của em, hàng này là hàng của em, không bao giờ em bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm. Nếu anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. Đó, em làm việc uy tín, là hàng của em chất lượng này em chịu trách nhiệm, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị sức khỏe vượt qua mùa dịch. Bye bye, see you again.